Vâng, chào mừng các bạn đến kênh Tuyêu Nghề. Hôm nay mình có một cái vấn đề thực tế muốn chia sẻ cho anh em của chúng ta. Vấn đề đây là những cái tảng mút nè, bạn thấy không? Những cái tảng mút khối á, thì để mình cắt ra những cái hình thù như thế này để mình ứng dụng trong cái việc mà nuôi thức ăn tự nhiên, nuôi tảo để lót bọc, tức là này là mình dùng làm cái đế á các bạn. Nhưng mà vấn đề đây muốn chia sẻ là làm cách nào để mà mình cắt cái khối mút của nó ra từng như vậy mà nó không bị rụng, và nó cắt nó đẹp thẩm mỹ, và nó không bị mà sơ ra ngoài văng tùm lum á các bạn. Các bạn thấy không, nguyên cái tảng khối như thế này nè, thì mình cắt như thế nào mình sẽ chia sẻ. Để anh bấm cho. Thì nguyên tảng khối vậy, bây giờ mình sẽ cắt nguyên cái tảng khối này. Tảng khối này là chiều đứng nó lên là 1 mét, mà chiều rộng của nó là 5 tấc. Bây giờ mình sẽ cắt ra thành thành một cái khối tảng như thế này ha, như thế như bạn thấy mà. Thì cái cách cắt này như thế nào thì ở đây các bạn sẽ có một cái máy hàn, và chúng ta sẽ lấy một cái sợi dây đồng các bạn. Đây là cái sợi dây đồng nè, dây đồng nói chung là cái dây này chắc là phi 4 4 chấm á, phi 4 chấm á. Thì các bạn lấy một sợi, các bạn sẽ câu vào một cái bên chân dương và câu vào bên chân âm của máy hàn, hai cái câu lại thì chúng ta sẽ đặt theo chúng ta cái kích thước, và chúng ta sẽ chỉnh máy hàn. Ta chỉnh máy hàn về cái thang mà nó nói chung cỡ khoảng 80 ampere cho nó nóng nhanh, tại do cái thanh đồng các bạn, thanh đồng nó nóng, dẫn điện nóng rất là lâu, cho nên chỉnh lên 80. Thì giờ mình sẽ bật để cho anh em đồng nghiệp mình cắt cho bạn xem nó mượt như thế nào ha. Rồi, hai sẵn sàng chưa? Rồi, sẽ bật máy hàn lên, bạn thấy nè, nó sẽ nóng thì nó sẽ cắt mút và rất là ngọt luôn bạn, giống như là mình cắt bằng bằng dao vậy, nhưng mà cắt bằng dao chưa chắc gì nó mượt bằng này, tại vì cái này nó cắt là nó không bị sơ, những cái xốp mút á nó không bị bung ra, nó giống như cắt máy luôn. Vì chúng ta áp dụng theo phương pháp là dùng nhiệt các bạn, tay ra đây. Dùng theo phương pháp là dùng nhiệt để chúng ta cắt nó các bạn, là khi mà máy hàn chúng ta bật lên thì nó làm đốt nóng cái dây dây đồng nè, đốt nóng dây đồng xong thì nó sẽ vô mút, thì nó sẽ quéo, là mình sẽ có tạo một cái đường cắt ha. Rồi giờ cắt tiếp nha. Đó, bạn thấy cái đường cắt nè, cắt rất là nhanh luôn bạn. Chứ nếu mà nguyên một cái khối như vậy mình dùng cái gì, mình đâu có đồ chuyên dụng như nhà máy người ta đâu mà mình cắt, cho nên là mình cắt bằng cái phương pháp này luôn. Thì phương pháp này cho anh em nào mà chưa biết á, cái cách mà cắt như thế này nhanh gọn á, mình chia sẻ cái hình thức cắt như thế ha. Này mình cũng học hỏi từ các anh em trên mạng thôi, giờ mình để mình tìm hiểu, bây giờ mình sẵn đây mình sẽ chia sẻ lại cho anh em nào cần tìm hiểu, muốn cắt mút á, xốp á, thì mình làm như vậy. Đó, cắt đứt rồi các bạn. Đó, thấy không? Ta cắt nguyên cái tảng xốp của nó ra, đem đây cho anh chứ, để dựng lên nó luôn. Đó, ta cắt nguyên cái tảng xốp nó rất là mướt luôn mà không có mà dụng hay là ba vớ ra đầy nhà hết trơn. Nếu mà chúng ta lấy dây chì mà chúng ta khứa lại á, thứ nhất là rất là lâu, thứ hai nữa nó bung mấy cái mạc ra chăng tùm lum lắm. Thì đó, các bạn cứ đo kích thước xong các bạn cứ cắt vô nguyên cái tảng mình mới cắt ra này, không đó là ok rồi. Đó là vấn đề xíu chia sẻ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong clip sau.